nào vội quá, sắp đến giờ phỏng vấn của em rồi anh đưa em đi với à? Nhưng mà tôi xin lỗi, tôi không phải là xe ôm, tôi chỉ trông xe giúp người ta thôi. Anh cứ đèo em đi, em sẽ trả tiền gấp đôi cho anh, hôm nay em gấp lắm rồi anh ạ. Nhưng mà đây là xe của người ta, tôi chỉ trông hộ thôi, tôi không có chìa khóa thì làm sao chở cô đi được. Chìa khóa vẫn ở đây mà anh. Anh chở em đi, em sẽ trả tiền cho anh. Em xin anh đây, em đang muộn lắm rồi. Thôi được rồi, cô chờ tôi một lát, tôi gọi cho chủ xe hỏi xem thế nào đã. Vâng, anh nhanh giúp em với nhá, em gấp lắm rồi ạ. Alo anh à, tôi là người giữ xe hộ anh đây. Anh đã ra chưa ạ? À, có một bạn ấy cần đi xe ôm gấp. Nếu mà anh chưa ra thì tôi mượn tạm rồi đưa bạn ấy đi. Lát tôi gửi vị trí cho anh. Tiền của khách ấy, thì tôi đưa hết cho anh. Được, ok ạ. Có được không hả anh? Được rồi, cô lên xe đi. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Đến rồi. Cô phỏng vấn ở công ty nào thế? Em phỏng vấn ở tập đoàn ABA. Của em hết bao nhiêu tiền thế ạ? Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Anh, của em hết bao nhiêu tiền ạ? Của cô hết 50.000. Và đây, em gửi anh. Anh cứ cầm hết đi ạ. Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế cơ? Mời vào. Dạ em chào chủ tịch ạ. Em gửi chủ tịch hồ sơ của bạn nhân viên mới. Cô ấy được nhận vào làm chưa? Dạ được rồi ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của bạn ấy. Để tôi xem qua hồ sơ. Cũng có năng lực đấy nhỉ. Chủ tịch quen bạn ấy hay sao đấy ạ? Tôi vô tình gặp thôi. Thế nhưng mà tôi thấy cũng có duyên, nên muốn xem cô ấy là người như thế nào. Có phải là chủ tịch thích bạn ấy đúng không ạ? Không phải. Tôi mới gặp cô một lần, thích gì mà thích chứ. Em xin lỗi, em chỉ đoán bừa thôi ạ. Cô giúp tôi để ý cô ta xem cô ta làm việc như thế nào nhé. Dạ vâng, em xin phép ạ. Tuyên, em uống nước cho đỡ khát này. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Không cần phải khách sáo với anh thế đâu. Em cứ coi anh như người nhà của em ý. Dạ vâng. Em thấy công việc thế nào? Có áp lực không? Để anh điều chỉnh cho em nhé. Dạ không, em thấy cũng ổn ạ. Thế thì tốt. Anh thấy em rất là thông minh. Chỉ cần mấy ngày thôi là em sẽ quen việc ấy mà. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Anh đã bảo là không cần khách sáo với anh như thế rồi. Ở đây á, mọi người đoàn kết, quan tâm đến nhau lắm. Đặc biệt anh lại là trưởng phòng, anh càng phải quan tâm các em hơn chứ. Dạ vâng. Thế Tuyển đã có người yêu chưa nhỉ? Dạ. À, đừng hiểu nhầm, anh chỉ muốn quan tâm đến tất cả mọi người thôi. Giúp đỡ được ai là anh giúp đỡ ấy mà. À, dạ vâng. Em vẫn chưa có người yêu ạ. Thế em cứ làm việc đi nhá, cần gì giúp đỡ thì cứ bảo anh. Sao anh ta cứ như biến thái thế nhở? Ây da, mới vào làm mà đã được trưởng phòng để ý rồi, số hưởng thật đấy. Em chào chị, chắc là do em là nhân viên mới nên anh Long mới quan tâm như vậy thôi ạ. Không có đâu, anh ấy có ý với ai thì anh ấy mới quan tâm. Nhớ ngày xưa ta cũng được quan tâm như thế, nhưng mà bây giờ thì chẳng được nữa. Chắc là ta phải nhường lại vị trí cho mày thôi. Chị lại nói đùa rồi ạ. Em không dám đâu. Thôi, lại còn chối. Trong lòng chỉ thích bỏ mẹ ê ra lại còn. Chắc chị hiểu nhầm rồi ạ. Em không phải loại người thích đánh đổi kiểu đó để nhận được sự ưu ái đâu ạ. Thế cơ á? Cao quý nhở? Em thấy cũng bình thường mà chị. Không lẽ chị không nghĩ như em ạ? Ý của mày là gì hả con Danh? Em có ý gì đâu ạ. Em chỉ hỏi chị như vậy thôi.
Nếu chị không thích thì em không hỏi nữa. Mày cũng ghê nhỉ. Cảm ơn chị đã quá khen. Bình thường thì em cũng hiền thôi, nhưng có người động đến em sẵn sàng đấu lại. Ok, thế thì để tao xem mày đấu được đến bao giờ. Công ty này nổi tiếng như thế, sao lại có mấy thành phần hãm thế nhở? Ơ, anh xe ôm, anh làm gì ở đây thế? Là cô à? Cô tan làm rồi sao? Vâng, em vừa tan làm. Cũng may là hôm đấy nhờ có anh nên em mới đến phỏng vấn kịp đấy. Vậy à? Thế chúc mừng cô nhá. Vâng. À, ở bên kia quán cà phê, em mời anh sang uống cốc nước nhá. Vậy cũng được, tôi cũng đang rảnh mà. Vâng, mình đi thôi. Anh làm gì ở đây thế ạ? À, tôi chỉ vô tình đi ngang qua công ty của cô thôi. Vậy à? Thế bây giờ anh đang làm công việc gì? À, tôi làm xe ôm. Anh đừng có đùa em. Hôm trước anh chẳng bảo anh chỉ trông xe hộ người ta thôi à? Khi nãy cô vẫn gọi tôi là xe ôm còn gì. Em lỡ miệng thôi, tại lúc đấy em vẫn chưa biết tên anh. À, tôi tên là Cường, thế còn cô? Em tên là Tuyền, mà tên của anh giống với tên của chủ tịch em lắm ý. Vậy à, trùng hợp thật đấy. Em mới vào thôi, chỉ biết mỗi tên chủ tịch mà vẫn chưa được gặp lần nào hết. Có khi là cô gặp rồi, nhưng mà không biết đấy chứ. Không thể nào, em mới quen được có mấy người trong phòng em thôi, em chưa gặp được sếp lớn nào hết. Thì chắc chắn sau này sẽ gặp đấy. Dạ vâng. Mà công việc của cô thế nào, có ổn không? Công việc lương thưởng của em cũng ổn, nhưng có một số thành phần thì hơi hãm anh ạ. Sao thế? Họ bắt nạt cô à? Cũng gần như là thế anh ạ. Anh trưởng phòng thì như là dê sồm ấy, còn mụ đồng nghiệp có vẻ như là thích anh trưởng phòng, nên mỗi lần thấy anh trưởng phòng tiếp cận em là cô ta lại ghét em ra mặt đấy. Nghe cũng có vẻ đau đầu phết nhỉ. Em phải cố gắng lắm mới vào được công ty này làm đấy, nhưng mà vào được rồi lại gặp phải hai trường hợp này. Thế cô định làm tiếp hay là xin nghỉ? Tất nhiên em phải làm tiếp rồi, em sẽ không để họ dễ dàng bắt nạt em đâu. Tốt, phải như vậy chứ, mình sợ họ thì họ càng đè đầu cưỡi cổ mình. Vâng, anh nói đúng. Thế bây giờ anh đang làm ở đâu? Tôi cũng làm ở gần đây thôi. Tôi cũng làm công việc văn phòng như cô ấy. Thế chỗ anh có mấy thành phần hãm như em vừa kể không? Có chứ, ở đâu cũng có những thành phần như vậy. Nhưng mà tôi thấy họ chưa bắt nạt tôi bao giờ cả. Thế thì chắc chắn là anh làm sếp của bọn họ, nên bọn họ mới không dám bắt nạt anh đấy. Không phải đâu, chắc là do tôi khó tính nên là họ không dám động vào. Nhưng mà trông anh không giống mấy kiểu người khó tính thế nào cả. Thật á? Thật mà, trông mặt anh hiền khô ấy. Được, tôi sẽ coi như đó là một lời khen vậy. Anh vui tính thật đấy. Tuyên, anh mua trà sữa cho em này. À, em cảm ơn anh, nhưng mà em không thích uống trà sữa. Anh giữ lại uống đi ạ. Anh đã mua rồi thì em cứ nhận đi cho anh vui nhá. Em không uống thì em không nhận, để ở đây thì nó lại hỏng mất. Hay là anh cho người khác đi ạ. Thế thôi vậy, để tí anh uống. Dạ vâng. Mà Tuyền này, tối nay em có rảnh không? Có chuyện gì không ạ? Em vào đây làm việc cũng được mấy hôm rồi, mà anh em mình chưa có cơ hội để trò chuyện với nhau, để cho anh có thể hiểu em hơn. Nếu như mà tối nay em không bận, anh có thể mời em đi ăn, rồi chúng mình đi cà phê được không? Dạ thôi ạ, bạn cùng phòng của em bị ốm nên em muốn ở nhà chăm sóc cho nó. Thế tối mai thì sao? Dạ anh thông cảm, buổi tối em ít ra ngoài lắm. Đi một tí rồi về thôi mà, bây giờ em lớn rồi, em phải chịu khó đi chơi buổi tối một chút chứ. Anh thông cảm giúp em không đi được ạ. Khó thế nhỉ? Được trưởng phòng mới đi ăn mà lại chê à? Không phải việc của em, em về chỗ làm việc đi. Sao anh căng thẳng với em thế? Em đang thuyết phục nó đi giúp anh mà. Anh không cần, em về làm việc của mình đi. Anh mà quát em là nó sợ đấy. Tuyền, em cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến những lời Vân nói. Người ta là trưởng phòng đấy, có ý như thế mà không đi à?
lúc nào cả phòng mình đi liên hoan thì em sẽ đi cùng mọi người. Nhưng còn nếu đi riêng thì em không đi được ạ. Không thích đi hay là đang làm giá để cho người ta mắc bẫy mình là gái ngoan? Em không phải kiểu người như vậy. Nếu như chị thích đi thì em sẽ bảo anh Long rủ chị đi. Mày là ai mà mày dám nói chuyện với tao kiểu đấy? Tao nói cho mày biết này, anh Long chỉ coi đám nhân viên chúng mày là một lũ qua đường thôi. Mày hiểu không? Thế chị là hàng gì ạ? Ốc quân danh này. Mày ăn nói cho cẩn thận, đừng để tao đi lên, không thì mày không xong với tao đâu. Nếu như chị không muốn em nói như vậy thì tốt nhất chị đừng làm phiền đến em. Quân danh này, mày cứ đợi đấy, tao sẽ cho mày biết tay tao. Mời vào. Dạ, em gửi chủ tịch báo cáo ạ. Ừ, mà tình hình bạn nhân viên mới kia thế nào rồi? Hôm nay bạn đó bị trưởng phòng Long gạ gẫm và còn bị chị Vân dọa dẫm nữa. Chủ tịch có cần em nhắc nhở hai người họ không ạ? Không cần đâu, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết, cô chỉ cần theo dõi là được rồi. Vâng ạ, vậy thì em xin phép. Ôi dồi ôi! Chị Vân! Chị làm cái gì thế? Ui! Chết! Tôi xin lỗi nhá. Tại tôi thấy người cô hơi bẩn nên là cho mấy ít nước để rửa ấy mà. Chị quá đáng vừa thôi. Tôi không động đến chị, nhưng chị đừng có động đến tôi. Bây giờ tao động vào người mày rồi đấy. Mày làm gì được tao? Ôi! Là chị ép tôi đấy nhá. Ôi, cái con danh này! Mày dám đánh tao hả? Này này này! Em đang làm cái gì thế à? Nó dám tát em, cho nên em phải đánh nó. Anh đừng có mà bênh. Em cứ bình tĩnh xem nào. Chuyện gì rồi sẽ có cách giải quyết. Em không bình tĩnh. Nếu anh mà banh nó nhá, em sẽ nói hết bí mật của anh cho lãnh đạo nghe đấy. Em dám dọa anh à? Tại sao em không dám? Bây giờ anh có tránh ra không thì bảo. Đủ rồi, dừng lại đi. Dạ em chào chủ tịch ạ. Chủ tịch ạ. Em ổn chứ? Em không sao. Bọn họ vừa gọi anh là gì thế ạ? Thì em vừa nghe rồi đấy, anh là chủ tịch. Sao có thể như vậy được chứ? Chuyện đó anh sẽ giải thích với em sau. Giờ anh phải giải quyết chuyện này đã. Dạ vâng. Hai người làm cái trò gì ở đây? Dạ, tại nó đánh em nên là em mới định đánh lại nó ạ. Là chị ta hất nước lên người em trước đấy ạ. Tại sao cô lại hất nước lên người của Tuyền? Dạ em lỡ tay thôi ạ. Lỡ tay sao? Cô cũng biết lấy lý do đấy. Cậu Long, cậu là trưởng phòng mà không biết bảo ban nhân viên của mình à? Dạ em xin lỗi chủ tịch, em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Là do cô ta dọa cậu nên cậu mới không dám làm gì phải không? Dạ Vân có dọa gì em đâu ạ. Đừng tưởng tôi không biết. Là hai người thông đồng với nhau làm khống sổ sách của công ty. Trong tay tôi đã có đầy đủ bằng chứng rồi. Hai người không cãi được nữa đâu. Dạ là do anh ta lôi kéo em, chứ em không hề muốn làm đâu ạ. Chủ tịch tha lỗi cho em. Cô im mồm đi. Hai người cứ lên công ty trước đi, tôi sẽ nói chuyện sau. Em ướt hết cả rồi, để anh đưa em về thay đồ nhé. Như vậy có phiền chủ tịch quá không ạ? Có gì mà phiền chứ. Vâng, em cảm ơn chủ tịch ạ. Mà chính ra anh có duyên làm tài xế cho em phết nhỉ. Chủ tịch lại đùa em rồi ạ.